Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Thì hôm nay mình sẽ quay lại một cái video về cái công việc hôm nay của mình. Thì hiện tại là mình đang đi đào mương nội đồng anh em nhá. Thì bây giờ là do là cái bờ ruộng này này, nó là có cái chỗ mà nó ngoằn ngoèo các bác. Thì là mình sẽ làm theo cái bờ ruộng này. Đây, sẽ quay ra đằng trước đây cho anh em xem. Thì hiện tại là cái đầu trên này thì mình đã đào được tít tầng kia về đây rồi, nhưng mà nó không thẳng hàng anh em nhé. Nó do là cái thế bờ ruộng là mình phải chia đôi cái bờ ruộng ra, thì cái bờ ruộng nó cong như nào thì mình sẽ làm cong theo như thế, để cho cái đất của hai nhà hai bên này người ta sẽ đỡ bị tranh cãi nhau ấy các bác. Đây, như cái chỗ này mình sẽ ấn thẳng vào đây thì mỗi bên sẽ gọi là sẽ cân, xong rồi đất thì mình sẽ đắp sang hai bên. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc nha anh em nhé. Thì cái này thì nó có cái diện tích, nó là chiều rộng của nó là 70 phân. Thì mình cứ múc một gầu này thì là nó có cả loe nữa là vừa đấy anh em ạ. Một gầu của mình là 65 phân thì là mình múc xuống nó loe ra là 70 phân là vừa đấy. Mấy lại là cái độ sâu của nó cũng như vậy, độ sâu cũng khoảng 70 phân anh em nhá. Thì mình cứ múc cái lớp cỏ này đi trước, xong bắt đầu mình cho cái lớp đất màu này lên trên, lấp lên cái cỏ đi là ok anh em nhá. Đấy, cái độ dốc thì nó sẽ dốc về đằng dưới này anh em nhá. Cái đoạn mương này nó rơi vào khoảng độ là hơn 100 mét, thì mình sẽ cho nó xuôi, dốc xuôi về để phía dưới anh em nhé. Cứ dốc xuôi dần về phía dưới thôi, để nước nó dốc so với cánh đồng này này. Cánh đồng này hiện tại bây giờ nó đang bị úng nước, không phải úng nước mà nó không có chỗ thoát đấy anh em. Ngày trước đây này, quay lại đây cho anh em xem ạ. Ngày trước cái mương nó chỗ này nó rất là to đấy, nhưng mà bây giờ là nó cỏ cái nó lấp hết vào rồi, trâu bò nó đi lại là nó đã bị lấp rồi, cho nên là bây giờ không thể nước nó không thể chảy được nữa. Đấy, thế là người ta tiện thì người ta thuê máy mình về để người ta làm. Đấy, sau này những cái lúc nào mà không cần bắt nước nữa, người ta sẽ tháo nước ở trong bờ nó ra cái mương này và nó sẽ thoát đi được hết. Đấy, ở cái cánh đồng này là lúc trước là không có nước thoát, cho nên là nó rất chi là nhiều nước và úng, bởi vì là nó khá là bằng mà. Cái này thì mình cứ lấy mặt bằng cho nó xuôi dần về anh em nhé. Lấy tương đối thôi, không lấy nó dốc nhiều quá. Ví dụ từ đầu kia đến đầu này nó chỉ thấp hơn khoảng độ 10 phân hoặc là 15 phân gì đó thôi. Như đến cái bờ này thì nó hơi thẳng một chút này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Ra đến chỗ này nó cong, nó lại cong vào. Đấy, ra đến kia thì nó lại thẳng tiếp. Cho nên là bây giờ là mình cứ nắn theo cái thế bờ thôi. Đấy, mình cũng không thể nào mình làm nó thẳng được 100% được. Sợ là đất tiếc là mỗi bên là nó bị lệch nhau ấy các bác. Đấy, cho nên là mình cứ tùy cơ cũng biến thôi. Đấy, không thể làm thẳng được. Thì nếu mà làm thẳng thì anh em cũng rất là dễ thôi, dễ để làm thẳng thôi, nó rất là đơn giản thôi. Anh em cứ lấy làm cái miệng trước cho mình, như kiểu lúc nãy mình múc ấy. Đấy, mình múc cái miệng trước thì là mình sẽ căn được cái độ thẳng của nó. Cái cỏ này thì mình sẽ lấp hết lên nhá, cào hết lên để cho nó sau này nó khỏi mọc ra đó, thì người dân người ta sẽ đỡ phải đi dọn mương. Đấy, 1-2 năm thì nó sẽ không có cỏ thì người ta đỡ phải đi dọn. Đặt lên xong mình ấn xuống anh em nhá. Đấy, ấn xuống xong là cào, cào cái bên đấy này, lúc nãy mình quên chưa cào ấy ở phía bên trên này. Đấy, cào ra để cho nó còn khoảng độ 70 phân đến 1 mét thôi. Cái đất thừa mình có thể là cho ra những cái chỗ cái vết của máy gặt này đi, ngày trước là nó có nhiều nước các bác, là nó lõm ở đây. Đấy, cho nên là mình sẽ cào bớt ra, mình san ra cái chỗ lõm này cũng được, ok, không vấn đề gì cả. Đấy, còn cái bờ này thì là mình sẽ làm tương đối thôi, để sau này khi mà các bác ấy làm ruộng thì các bác ấy sẽ đắp sau cho các bác nhá. Nhưng mà mình không thể là mình đắp được cho nó vuông vắn thành như kiểu một cái bờ ruộng mà người ta đang làm như ở phía ngoài kia đâu. Làm như vậy thì nó sẽ rất là mất công. Đấy, cái này là làm mương, này là mương của hợp tác xã, mương của tập thể anh em nhé. Cho nên là mình làm sao để cho nó nhanh gọn thôi, không câu giờ. Đấy, không là bôi ra, không làm lâu, mình làm nó nhanh nó gọn. Đấy, cái cỏ này này. Thì cái chỗ này thì mình sẽ bấm nó xuống một chút, bởi vì là mình
bằng mắt thường đó, mình hiện tại bây giờ là bằng mắt thường anh em nhé, không có ai người ta đi đo và người ta ngắm cho mình đâu, là mình nhìn bằng mắt của mình thôi, cho nên là mình sẽ làm cho nó gọi là cẩn thận hơn một chút so với lại là cái những cái lúc mà mình có người đi đo đi bắn, có người đi đo đi bắn thì lâu lâu người ta bắn cho mà, thì mình không cần phải nhìn kỹ lắm, mình chỉ nhìn gọi là đơn giản thôi, xong rồi có người người ta sẽ chạy vào người ta bắn, nếu mà được thì người ta bảo không nói gì, còn không được thì người ta sẽ bảo nâng lên hoặc hạ xuống. Đấy, cái này chỗ này như vậy này là nó tương đối anh em nhá. Cùng lùi tiếp ạ. Mình đứng làm sao để cái máy của mình nó cân máy nó được anh em nhá. Nó cân hai bên nó bằng nhau ấy các bác, thì nó sẽ dễ để mà mình múc được cái mương cho nó, cái lòng mương cho nó thẳng, cái lòng mương cho nó không bị vênh anh em. Tuy rằng đây là nó là cái mương thôi, nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không cần thiết là mình phải là làm cho nó phẳng lắm, bởi vì sau này là cái nước thoát đi thôi mà. Nhưng mà mình làm này để cho nó mặt bằng nó chuẩn đấy các bác. Mặt bằng nó chuẩn thì sau này mình làm cái mặt bằng đáy của nó chuẩn ấy, thì sau này mình lấy đi xuống dưới này thì nó sẽ đỡ bị úng. Đấy. Người ta bắt nước là nó sẽ thoát đi thôi. Đấy, nó không bị úng lại. Cứ giả dụ như có chỗ mà nó lõm một chỗ nó lại lồi lên thì đầu cống lại lồi lên thì nó không thoát được, như thế thì cái cống này nó sẽ vô tác dụng đấy, phải không các bác? Cái mương này nó sẽ vô tác dụng. Đấy. Đến chỗ này nó hơi cong tí anh em nhé. Hơi cong một chút thì mình sẽ xử lý nó đi theo cái đường cong này. Thì mình sẽ cào vứt ra cái lốt xe này. Đây là lốt máy gặt ngày trước người ta đi, người ta quay máy các bác. Vào đến đầu bờ người ta quay máy là nó bị rơi. Nó lõm, nó bị lún. Nó mới lún như vậy. Lan nó mình sẽ cho nó vào bờ đi, mình lấp nó đi. Cái này cố gắng múc khoảng 70 phân anh em nhé, rộng khoảng 70 phân, rộng hơn một chút cũng được. Cái này là nó cũng tương đối rồi đây anh em ạ. Tiếp tục lùi nhá. À, cái chỗ này cái lòng của nó, cái mương cũ ngày trước của nó là cũng rất là bé, nó không to lắm. Châu bò người ta đi lại nữa nó bị lấp mất. Là cái vụ này là người ta nghỉ rất là lâu rồi, chắc cũng khoảng độ 4-5 tháng đấy anh em ạ. 4-5 tháng người ta không xử lý đến cái mương này. Đấy là đến cái bờ cỏ này, cho nên nó mới rậm rạp như vậy. Anh em để ý cho nó đi đến đâu mình kéo luôn đến đấy để lan tí nữa khỏi bị quên anh em nhá. Mình nhiều khi là cũng rất hay bị quên, nếu mà đang làm này mà đang nghe điện thoại hay là đang làm những cái công việc mà nó mất tập trung ấy, là mình cứ hay bị quên đi thôi. Nói chung là mình anh em đi làm thì cũng không phải lúc nào mình cũng có thể là tập trung được hết 100%, nhưng mà mình làm thì cố gắng được tập trung được tối đa thì càng tốt. Bởi vì cuộc sống bây giờ thì nó còn quá là nhiều suy nghĩ lung tung, mình không thể lúc nào mình cũng tập trung 100% được. Đó.
đối tầm này nhá anh em nhá. Nó sẽ dốc dần về. Tiếp tục lùi này. Đấy, cái mép xích thì mình sẽ để đi vào cái mép của gần sát vào cái luống cày kia. Cái cỏ này mình mang đi mình lấp đi luôn nha anh em nhá. Cho nó khỏi rờm rờm ra cái chỗ bờ của mình. Cho nó lấy vào luôn. Tiếp tục cứ càng xuống thì mình càng hạ xuống thôi. Ok, video này khả năng là cũng khá là dài rồi. Thì mình xin kết thúc cái video này đây các bác nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Thì video sau thì mình sẽ quay luôn một video của kênh máy xúc nhỏ của vỏ trái đất cho anh em nhé. Thì là mình sẽ đăng cả hai kênh đều nhau. Đấy. Cho nên là mình sẽ quay một công trình này thì mình sẽ quay hai video. Hoặc là nhiều video nhưng mà nó là hết cái video của cái đoạn này thì mình sẽ của kênh này thì mình sẽ lại quay tiếp video của kênh kia. Đấy, cho nên là có những video thì nó làm lúc đầu, có những video nó làm lúc cuối anh em nhé. Đấy. Cho nên là anh em nếu như mà quan tâm đến cái mương này anh em có thể là quay lại sang cái kênh kia của mình để anh em xem nốt nhá các bác nhá. Còn đến xuống cái phía phần dưới kia kìa. Thì mình quay cái video của anh mến xúc nhỏ nhá, đến đoạn kia thôi, thì đến xuống phần dưới kia thì hoàn thiện nốt cái mương ấy, nếu mà không vội mà nó thời tiết nó kịp ấy, thì mình sẽ làm nốt anh em nhá. Còn nếu mà nó không kịp thì mình cũng chỉ chia sẻ như này thôi. Bởi vì là công việc của mình thì là có những lúc thì nó rất là vội, mà có những lúc thì nó mình cũng không thể nào mình là quay được hết đấy các bác. Mình cũng hơi bận một chút. Nên là rất là mong anh em thông cảm. Về nhá. Đây chỗ này nó thiếu cái ít đơn này. Múc nó vào đây luôn. Đó. Cao để cho nó còn khoảng 1 mét thôi. Đó. Ok, thôi chào mọi người nhá.